Xin nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, ban quản trị các câu lạc bộ cùng toàn thể các cô bác, anh chị yêu chiều trong và ngoài câu lạc bộ đã về dự buổi giao lưu gặp mặt mừng sinh nhật câu lạc bộ những người yêu chèo thành phố Cảng lần thứ nhất. Lời đầu tiên cho phép Thảo Nguyên được thay mặt ban quản trị, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng các quý đại diện cho các câu lạc bộ, toàn thể quý cô bác, anh chị yêu chèo đã về dự buổi giao lưu gặp mặt hôm nay, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi giao lưu chúng ta hôm nay thành công, tốt đẹp. Về dự buổi sinh nhật hôm nay, xin trân trọng giới thiệu với quý vị gồm có các đại diện. Xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Hiệp, công tác tại Nhà hát chèo Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Đào Nương Nguyễn Thị Thu Hằng hiện đang là chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật dân gian truyền thống Hải Phòng. Nghệ nhân dân gian Nguyễn Tuấn Tú, Hà Nội. Nghệ sĩ Thanh Hà, Hà Nội. Vợ chồng doanh nhân Thành Đạt là cựu cố vấn Năng Trọng, Oanh Nguyễn. Cùng các soạn giả không chuyên An Trinh Chiến, Hoàng Công Trí, Mai Bích Thủy, Nguyễn Hoa, Nguyễn Khang, cùng một số cô bác anh chị yêu chèo trên toàn quốc đã về hội tụ tại đây. Đặc biệt có nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Oanh, công tác tại Đoàn Chèo Hải Phòng. Vâng, câu lạc bộ yêu chèo thành phố Cảng rất là vinh dự hôm nay được đón nhận tất cả những các cô chú anh chị là nghệ sĩ đang công tác tại đoàn chèo chuyên nghiệp và các soạn giả không chuyên cùng quý cô chú anh chị yêu chèo trên toàn quốc về đây ạ. Rất là vinh dự cho câu lạc bộ. Ban tổ chức cùng ban quản trị câu lạc bộ rất trân trọng và vô cùng vui mừng đón tiếp những tấm lòng yêu nghệ thuật của các nhà báo, soạn giả, nghệ sĩ ưu tú, quý cô bác, anh chị yêu chèo trên cả nước đã không quản đường xá xa xôi, công việc và về tham dự sinh nhật câu lạc bộ. Chúng ta cùng nhiệt liệt chúc mừng. Và sau đây xin trân trọng kính mời chị chủ nhiệm Dương Hảo lên đọc khai mạc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân cùng các anh chị em ca sĩ, diễn viên thân mến. Lời đầu tiên, thay mặt câu lạc bộ, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi gặp mặt giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo thành phố Cảng lần thứ nhất năm 2023 thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, văn hóa văn nghệ là một hoạt động cần thiết và bổ ích, vì thông qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa sẽ giúp chúng ta phát huy được những kỹ năng sinh hoạt tập thể, giúp chúng ta đặc biệt văn nghệ sẽ mang đến cho chúng tôi ta một môi trường sống thân thiện, tích cực. Mỗi khi tiếng hát được cất lên đã xua tan đi những nhọc nhằn lo toan trong cuộc sống thường nhật, để chúng ta thấy yêu gia đình của mình hơn, yêu quê hương hơn, tình bằng hữu được gắn kết hơn. Với mục tiêu đó, câu lạc bộ những người yêu chèo thành phố Cảng được thành lập đáp ứng nhu cầu ca hát của các anh chị em và các bạn. Tiếng hát chèo được cất lên trên sóng online thực sự có một sức lan tỏa rất lớn, với hơn 5.000 thành viên trên mọi miền Tổ quốc. Những anh chị em đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài cũng tham gia câu lạc bộ. Trong những buổi phát sóng trực tiếp,
các ca sĩ thân yêu của chúng ta đã hóa thân thành những diễn viên thực thụ với những bộ trang phục truyền thống thật lộng lẫy. Kính thưa quý vị, nhân sự kiện này, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn tới các anh chị em trong ban cố vấn, ban quản trị, những người làm việc miệt mài với mức lương không đồng, mang lại cho cộng đồng niềm vui, tiếng cười, thân thương, trìu mến. Xin được cảm ơn hơn 5.000 thành viên yêu mến luôn đồng hành cùng xây dựng câu lạc bộ phát triển bền vững. Với những lời tâm sự như trên, trước khi bước vào cuộc giao lưu văn nghệ, thay mặt câu lạc bộ, tôi mong rằng các anh chị em ca sĩ diễn viên hãy bằng năng khiếu, chất vọng vốn có của mình, tự tin biểu diễn xuất sắc để buổi gặp mặt giao lưu được hiệu quả cao. Cuối cùng, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu gặp mặt những người yêu chèo thành phố Cảng lần thứ nhất năm 2023. Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý dồi dào sức khỏe, may mắn, bình an, hạnh phúc. Chúc buổi giao lưu thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị chủ nhiệm Dương Hảo rất nhiều. Kính chúc chị luôn luôn sức khỏe và luôn luôn là người cầm lái con thuyền đưa câu lạc bộ những người yêu chiều thành phố Cảng ngày một bay cao, bay xa hơn nữa. Và tiếp tục chương trình, em Thảo Nguyên xin mời chị chủ nhiệm ở lại sân khấu và kính mời các đại diện câu lạc bộ nên tặng hoa chúc mừng ạ. Đầu tiên sẽ trân trọng kính mời chủ nhiệm câu lạc bộ Quảng Ninh Kết Nối lên tặng hoa. Xin mời đại diện câu lạc bộ Quảng Ninh. Xin mời đại diện câu lạc bộ Thái Bình. Xin mời đại diện câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội. Thái Bình. Câu lạc bộ Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Câu lạc bộ Yêu Dân Ca và Chèo Hải Phòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hương xin trân trọng cảm ơn đại diện các câu lạc bộ rất là nhiều. Chúc đại diện các câu lạc bộ có một sức khỏe dồi dào và có niềm nhiệt huyết, luôn đam mê với nghệ thuật chèo, đưa các câu lạc bộ của mình ngày càng tiến lên, bay cao, bay xa hơn nữa. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp theo xin trân trọng nghệ nhân dân gian Nguyễn Tuấn Tú có bó hoa chúc mừng. Em xin mời chủ nhiệm Dương Hảo trở lại sân khấu ạ. Tiếp theo xin mời soạn giả An Trinh Chiến cũng có bó hoa chúc mừng. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Hiệp cùng nghệ sĩ Thanh Hà cũng có bó hoa chúc mừng. Thành phố Cảng được hân hạnh đón tiếp nghệ sĩ ưu tú nhà hát chèo Hà Nội anh Nguyễn Quang Hiệp và về với dự sinh nhật hôm nay. Anh cũng có đôi lời để muốn truyền tải tới tất cả quý vị yêu chèo trong câu lạc bộ cũng như ngoài câu lạc bộ. Xin mời. Kính thưa các cô, các bác, các anh, các chị. Kính thưa các đồng chí trong ban chủ nhiệm những người yêu chèo thành phố Cảng Hải Phòng thân yêu. Hôm nay kính thưa tất cả các thầy nhạc của dàn nhạc đã về đây phục vụ chúng ta. Kính thưa tất cả các anh chị em yêu chèo trên toàn quốc về tụ hội. Hôm nay anh em chúng tôi rất vinh dự được về đây với tấm lòng yêu chèo của những người yêu chèo nghiệp dư. Các anh các chị đã ngày ngày vun đắp cho nghệ thuật chèo của chúng tôi sống mãi. Chúng tôi không biết nói gì hơn hết. Xin cảm ơn các anh các chị, xin cảm ơn ban chủ nhiệm, xin cảm ơn tất cả các em, xin cảm ơn tất cả các thầy nhạc. Thật mạnh khỏe và chúng ta không có một lý do gì không vỗ tay ạ. Xin chúc mừng. Và tôi cũng xin mạo muội nói một câu nữa, chúng ta phải cảm ơn các thầy nhạc. Các thầy nhạc từ buổi chiều hôm qua đến ngày hôm nay đã làm gần 100 tiết mục cho chúng ta rồi, để dẫn đường cho chúng ta đi, dẫn đường cho chúng ta hát. Xin một chúc mừng dàn nhạc. Và tôi cũng xin hát một bài để tặng các bác anh các chị có được không ạ? Em xin các thầy nhạc bài Đào Liễu em hát lại. Đô thôi ạ. Trống trống đâu nhỉ? Mày vào đây chống đi đâu đào liễu một mình hai vai gánh nặng nhật trình đường xa đào liễu có em để ý.
trong nhà. Tấm áo tấm đi áo xong em thấy mà xếp nếp thời em để trong nhà ấy còn bà ấy vuông kia thiệt nhiều tiếng mà để vất nghe phở đổi đầu cái còn cái yếm nó hay con màu cái yếm điều em thế mà yếm ấy thời nó hay con màu ấy kia rằng đen cô đàn tà trắng cái mái tóc đầu cô vẫn còn say dịu dàng ấy thế. Vậy thời làm sao cho nó đành ấy thế mà em biết rằng ở vậy thời làm sao cho nó đành sao chẳng tìm đi nơi cô nàng kiếm chốn mà để thế tình địa mai chữ rằng sách có chữ rằng ấy cô ơi xuân bất nghi mà tái lại. Dạ xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn đồng chí chủ nhiệm. Rất là tuyệt vời và giọng hát thì rất là hay rồi ạ. Lại còn làn điệu đào liễu một mình nữa. Không biết là nghệ sĩ ưu tú một mình đến bao giờ đấy ạ. Dạ vâng, tiếp theo thì em Thảo Nguyên cũng xin được công bố một số những cô chú anh chị có lòng hảo tâm ủng hộ tới câu lạc bộ. Xin cảm ơn tất cả mọi người và luôn chúc mọi người sức khỏe, vui vẻ và luôn đồng hành cùng với câu lạc bộ, đưa tiếng hát chèo bài cao bay xa hơn nữa và lưu truyền mãi tới về sau này ạ. Xin được nhận tấm lòng ủng hộ của Trịnh Thị Băng, nghệ sĩ Xuân Trường, Trần Thụy, nghệ sĩ Nguyễn Hoa, nghệ sĩ Phạm Nguyễn Tập, nghệ sĩ Nguyễn Lan, Đỗ Duyên, nghệ sĩ Lê Hiền, nghệ sĩ Tuấn Nguyệt, nghệ sĩ Quang Phương, nghệ sĩ Canh Nguyên, nghệ sĩ Huệ Nguyễn, nghệ sĩ Phạm Lãi, nghệ sĩ Vũ Thuận, nghệ sĩ Nguyễn Liên, nghệ sĩ Cộng Hòa, nghệ sĩ Bích Nguyễn. Vợ chồng doanh nhân Lăng Trọng, chị Hồ Điệp Uyên Nương, nghệ sĩ Thanh Hà, nghệ sĩ Nguyễn Quang Hiệp, soạn giả An Chính Chiến, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân dân gian Tuấn Tú, tập thể bạn của nghệ sĩ Hội Nguyễn, nghệ sĩ An Mộc Lan, nghệ sĩ Nguyễn Phương Thọ, nghệ sĩ Nguyễn Hiền, nghệ sĩ Nguyễn Đình Bản, nghệ sĩ Quyền Trèo, nghệ sĩ Dung Phạm, nghệ sĩ Hồng Vân, nghệ sĩ Hoàng Lê, nghệ sĩ Thành Cà Rốt, nghệ sĩ Hoàng Oanh, nghệ sĩ Lý Kim, nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, cố vấn Minh Huệ, nghệ sĩ Kiều Hường, nghệ sĩ Hà Nguyễn, nghệ sĩ Nguyễn Thà, nghệ sĩ Luật Đầu Cổ cùng với rất nhiều các cô chú anh chị cũng đang theo dõi trên màn ảnh và cũng có lòng hảo tâm ủng hộ cho câu lạc bộ để tổ chức buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính mời các nghệ sĩ đã có lòng hảo tâm ủng hộ có mặt tại hội trường lên sân khấu để nhận hoa chụp ảnh lưu niệm.
qua màn ảnh nhỏ, em Thảo Nguyên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những các cô chú yêu chèo trên toàn quốc đã không có điều kiện để về dự chính thức tại buổi giao lưu. Xin cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị và kính chúc quý vị luôn luôn sức khỏe, luôn luôn vui vẻ và gia đình hạnh phúc, công việc thành công. Xin mời các nghệ sĩ lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm. Kính thưa toàn thể quý vị, trong tiết trời trong xanh dịu mát của mùa thu, em mặc tà áo mới, vui đón ngày sinh nhật. Vâng, đúng vậy, ngày sinh nhật của câu lạc bộ đã trở thành ngày hội của những người yêu chèo trong cả nước. Và hôm nay, câu lạc bộ những người yêu chèo thành phố Cảng tổ chức gặp mặt giao lưu văn nghệ lần thứ nhất. Ban tổ chức chúng tôi vô cùng phấn khởi vì có sự hiện diện đông đảo của quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cô bác anh chị đã về dự với những gương mặt hân hoan, tà áo mớ ba, mớ bảy tung bay trong gió. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, chia sẻ biết bao kỷ niệm của những ngày giao lưu trên sóng với những câu hẹn hò. Hôm nay, chính tại nơi này là điểm diễn đến, là nơi hội tụ để mỗi chúng ta thỏa sức đam mê, mong đợi qua những làn điệu chèo đằm thắm thiết tha, để rồi khi chia tay ta còn nhớ mãi những kỷ niệm trong câu hát Người ơi người ở đừng về. Kính thưa quý vị, và bây giờ em Thảo Nguyên xin được công bố buổi giao lưu văn nghệ mừng câu lạc bộ sinh nhật tròn một tuổi chính thức được bắt đầu. Em Thảo Nguyên xin nhắc có một lưu ý nhỏ để buổi giao lưu tổ chức diễn ra trong xuyên suốt. Trân trọng kính mời quý nghệ sĩ có tiết mục ban tổ chức đã dán bên ngoài cửa. Mọi người hãy nhớ tiết mục của mình, thứ tư của mình. Nếu tiết mục nào chúng ta hát nhạc beat, em Thảo Nguyên có giới thiệu và chúng ta chủ động liên hệ đến bên âm thanh để chọn cái beat của mình để cho tránh mất thời gian ạ. Và... kính thưa ban chủ nhiệm câu lạc bộ yêu chèo thành phố Cảng Hải Phòng, thưa toàn thể các vị khách quý, ngày này của năm 2022 là câu lạc bộ yêu chèo thành phố Cảng được thành lập. Hôm nay câu lạc bộ thành phố Cảng tổ chức sinh nhật lần thứ nhất. Tuấn Tú vinh dự được về dự buổi sinh nhật lần thứ nhất của câu lạc bộ yêu chèo thành phố Cảng. Thưa các bạn thân mến, các bạn yêu chèo của cả nước chúng ta, cũng như nghệ sĩ Quang Hiệp vừa nói, chính các bạn đã làm cho nghệ thuật chèo của chúng ta được sống lại đến ngày hôm nay. Vâng, Tuấn Tú năm nay đã vừa tròn 70 xuân và Tuấn Tú được đắm chìm trong biển chèo từ năm 1968. Đến bây giờ Tuấn Tú đã 70 nhưng Tuấn Tú vẫn đồng hành cùng với các bạn không chuyên để chúng ta đưa nghệ thuật chèo lên một tầm cao mới. Vậy hôm nay Tuấn Tú về đây, Tuấn Tú sẽ hát tặng cho câu lạc bộ và các quý vị khán giả một bài hát chèo. Bài hát chèo cũng là rất khó mà các bạn yêu chèo chúng ta cũng chưa hát đến. Tôi sẽ hát một bài Đường Trường Vị Thủy trích trong vở chèo Chu Văn An. Xin mời ạ. Oh, my God.
gan ruột chín chiều sao bối rối, tay nâng gối lành tình rồi mê. Nơi điện ngọc cung son gác tia ơi mỏi đi mỏi mỏi cha đời Tuấn Tú. Xin cảm ơn chú rất là nhiều đã có lòng về giao lưu và hát tặng cho câu lạc bộ yêu chèo thành phố Cảng. Xin chúc chú luôn luôn sức khỏe và mãi mãi với lòng đam mê yêu chèo của mình truyền dạy cho nhiều học sinh được biết đến những làn điệu chèo hơn nữa. Tiếp theo chương trình sẽ xin mời chị Dương Hảo lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, ban tổ chức giao lưu chèo 8 có bó hoa chúc mừng câu lạc bộ và chị Thu Mơ đại diện. Xin trân trọng kính mời anh Phương Quang, chủ nhiệm đại diện câu lạc bộ chèo Hoa Phượng lên có bó hoa chúc mừng. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cùng với lại đại diện câu lạc bộ thành phố Hoa Phượng. Tiếp tục chương trình văn nghệ, xin mời nghệ sĩ Hội Nguyễn đến từ Hải Phòng với một làn điệu chinh phụ soạn lời của Mai Bích Thủy, Nguyễn Đức Cảnh, Tên Anh Người Sáng. Xin mời nghệ sĩ lên sân khấu. Và top nam nữ câu lạc bộ chèo Hải Phòng chuẩn bị.
nay cô nghi phòng vắng nghi lặng nghi xa lim lạnh nghi ngắt mi con nhớ nghi về quê nhà mẹ già nghi mòn mỏi chân Bye.
cảm ơn nghệ sĩ Hồi Nguyễn rất nhiều với một bài rất là có ý nghĩa về thành phố Cảng, Nguyễn Đức Cảnh, Tên Anh Người Sáng. Cảm ơn nghệ sĩ rất nhiều. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời tốp ca nam nữ câu lạc bộ Yêu Dân Ca và Chèo Hải Phòng với một làn điệu Luyện Năm Cung, soạn lời của Trương Công Đình, Tình Bạn Sáng Ngời Tương Lai. Xin mời nghệ sĩ và nghệ sĩ Quang Khải, Hạnh Nguyên chuẩn bị với bài hát Gửi Người Chiến Sĩ Biên Phòng theo làn điệu Quân Tử Vô Dịch. Sống trong mi anh ngọc kim cương y, không bằng sông giữa tình thương y tình nghĩa y chân y thành. Ta là cặp đôi sáng khó bên nhau, nghe nghĩa trước sau ý. Chỉ giao tiếng nhẹ tình ý sâu I'm
cảm ơn nhóm nghệ sĩ câu lạc bộ chèo Hải Phòng, một bài hát rất là ý nghĩa và rất là nổi tiếng của nghệ sĩ Trương Công Đình. Cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Tiếp theo xin trân trọng kính mời nghệ sĩ Quang Khải, Hạnh Nguyên đến từ Hải Phòng với một làn điệu Quân Tử Vô Dịch, soạn lời của Minh Tuệ, gửi người chiến sĩ biên phòng. Xin mời hai nghệ sĩ sân khấu. Tiết mục Thu Hương, Không Đâu Bằng Quê Hương, hát nhạc beat chuẩn bị. Biệt em anh lên đường ra biên giới, đang mấy mùa vải ngọt nhãn thơm. Anh ra đi với tấm lòng son, tay chắc súng giữ gìn đất nước. Ở nơi xa anh có biên, viết thư em gửi đôi dòng, gửi người chiến sĩ biên phòng. Anh đi mỗi bước dòng trường đi. Em ơi, khó khăn anh vẫn coi thường gian nan. Sáng thấy sao khói tỏ.
hoa thắm biên cương. Một làn điệu Quân Tử Vô Dịch rất là hay và rất nổi tiếng, người người chiến sĩ biên phòng của nghệ sĩ soạn giả Minh Tuệ. Cảm ơn hai nghệ sĩ đến từ Hải Phòng. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Vũ Thiết Hồng Vân đến từ Thái Bình, Đà Nẵng với bài hát Hương Tóc Người Thương theo làn điệu Đường Trường Bán Thước, soạn lời của Hoàng Công Trí. Xin mời hai nghệ sĩ lên sân khấu và Thu Hương chuẩn bị beat của mình nhé. Em ơi, đêm trường thao thức năm anh, một người thao thức nhớ thương một người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuối tóc em mê bận đê bồng tình vẫn mặn nồng. Cảm ơn hai nghệ sĩ rất là nhiều. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Thu Hương đến từ Hải Dương với bài hát Không Đâu Bằng Quê Hương theo làn điệu Luyện Năm Cung, soạn lời của Nguyễn Sĩ Sang. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ. Và top nam nữ câu lạc bộ Hà Đông chuẩn bị.
sĩ rất nhiều với một làn điệu đường Điện Nam Cung rất là hay ạ. Tiếp theo xin trân trọng mời tốt ca nam nữ câu lạc bộ Hà Đông với một làn điệu Đường Trường Thu Không, soạn lời của Hưng Thiên Huy, Bến Nhà Rồng. Xin mời tốt nam nữ cùng ban nhạc ạ. Nghệ sĩ Nguyễn Đình Bàn và Thu Hà chuẩn bị beat của mình nhá. Say something.
xin cảm ơn Tố Ca đến từ câu lạc bộ Hà Đông với một làn điệu Đường Trường Thu Không rất là hay, rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Tiếp theo mời nghệ sĩ Xuân Tạo Hồng Nữ đến từ Hải Dương, Hải Phòng với trích đoạn Lưu Bình Dương Lễ theo làn điệu Quân Tử Vu Dịch. Xin mời hai nghệ sĩ. Nghệ sĩ Đình Bản Thu Hà chuẩn bị beat của mình nhá. Oh.
tay đôi ngà đi sang nhau đôi nơi xa nghĩ tiếng xa này sau đây với giấc áo đi biệt anh đây chúng nghe là hoài vui thế sao chiết tội ngập khuyên nàng đi nhớ nay lời chấp nay lời chấp kinh với làn điệu Quân Tử Vô Dịch, Trích Trong Lưu Bình Dương Lễ, rất là xúc động. Tiếp theo chương trình xin mời nghệ sĩ Nguyễn Đình Bản, Thu Hà đến từ Hải Phòng, Phú Thọ với một làn điệu Đường Trường Bán Thước, Hẹn Ước Đôi Ta hát nhạc beat. Top nữ nhóm Hưng Yên chuẩn bị beat của mình nhá. Biển trời bát ngát, lắng nghe từng lời hơi thở nhịp con tim. Nhớ lại tuổi thơ bắt bướm đuổi tìm, hai chúng ta biết bao điều kỳ diệu. Yêu quê hương, yêu xóm làng giàu đẹp, nhớ tiếng cười thơ ấu của ngày xưa. Thank you.
một bài hát theo làn điệu Đường Trường Bán Thước. Và hôm nay hai nghệ sĩ rất là vinh dự được chính soạn giả bài hát này, chị Nguyễn Thinh, nên tặng hoa cho hai nghệ sĩ đó ạ. Vâng, cảm ơn. Xin trân trọng kính mời top nữ đến từ Hưng Yên với một làn điệu Đào Liễu, soạn lời của Minh Dẫn, Hải Phòng quê tôi, hát nhạc beat. Và nghệ sĩ Nguyễn Oanh đến từ Bắc Ninh, chuẩn bị beat của mình ạ. Vậy xin được cảm ơn top nữ với ca khúc vừa rồi. Và ngay tiếp theo chương trình, bài hát chèo, câu hát chèo trên miền quan họ, soạn lời Đức Minh theo là điệu Quân Tử Vô Dịch, với sự trình bày của Minh Thủy và Trần Tám đến từ câu lạc bộ Quảng Ninh. Xin mời dàn nhạc. Tiết mục tiếp theo, xin mời hội làng quê em, làng Nguyễn chuẩn bị. Em ơi, anh sẽ đưa em về miền quê quan họ, câu hát hẹn hò
rời thương. Tình đôi ta thêm những vấn vương, để ngập ngừng khi an câu người ơi người ở. Hồi đã tan rồi mà sao nhung nhớ, chiếc nón ba tầm e ấp hèn mùa sau. Chầu xanh vẫn biết thương cao, long lanh đáy nước bên cầu trăng soi. Em ơi, thương nhau ta có đôi nơi. Rồi cha, rồi mẹ, qua câu
mượt mà và tình cảm. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ Quảng Ninh rất là nhiều. Tiếp tục chương trình văn nghệ, xin kính mời nghệ sĩ Lan Nguyễn đến từ Hải Phòng với một làn điệu Đào Liễu và Luyện Năm Cung, Hội Làng Quê Em, soạn lời của Dương Đức Nghiêm. Hát nhạc dân tộc ạ. Bốn câu thơ đầu, hai chỗ Đào Liễu và bốn câu thơ giữa, xong rồi hát Luyện Năm Cung. Nghệ sĩ Minh Sơn, Phạm Hồng chuẩn bị. Mời anh mời chị đường xa về thăm mảnh đất quê ta đẹp giàu. Điệu Đào Liễu Luyện Long Cung rất là hay. Tiếp tục chương trình xin mời nghệ sĩ Minh Sơn, Phạm Hồng đến từ Hà Nội với nhạc phẩm khúc Tâm Tình Trên Đảo, soạn lời của Trung Thông theo làn điệu Quân Tử Vô Dịch, hát nhạc beat. Thank you.
đêm khuya sớm, nắng mưa nhọc nhằn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến từ Hà Nội. Đề nghị khán giả cho một tràng vỗ tay thật lớn để cải thiện. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời Đào Nương, nghệ nhân ưu tú Thu Hằng, chủ nhiệm câu lạc bộ dân gian truyền thống Hải Phòng, nên có bài giao lưu Con Nhện Răng Mùng Lời Cổ. Xin mời ban nhạc. Tiếp theo mời nghệ sĩ Thanh Hà chuẩn bị. Vâng ạ, cũng rất là vinh dự hôm nay đến với một buổi giao lưu, gặp mặt chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ lần thứ nhất của Hội Yêu Dân Ca của thành phố Hải Phòng. Và Thu Hằng thì hiện nay là đang là nghệ nhân bảo tồn di sản ca trù, nhưng mà Thu Hằng ngay từ bé cũng đã rất yêu những cái làn điệu chèo của chính quê hương mẹ cùng đẻ của Thu Hằng. Và dì Hảo ở đây là dì ruột của Thu Hằng, và Thu Hằng còn nhìn thấy có cả dì của Thu Hằng cũng ở đây, vì gia đình nhà ngoại nhà Thu Hằng là một gia đình có truyền thống hát chèo. Ông ngoại cũng là một cái người kép, trước kia còn đóng được cả nữ cả nam ạ. Và theo như lời kể của xưa của các cụ là ông của Thu Hằng còn đóng nữ, mà còn có người người ta chạy ra sân khấu phía gánh gà đằng sau, rồi người ta bế ông mà người ta chạy đi rất là xa, mà bao nhiêu người phải đuổi theo để đưa diễn viên trở về với sân khấu. Và những cái truyền thống của gia đình như thế, thật sự là Thu Hằng cũng rất là vinh dự và cũng may mắn là được thừa hưởng một cái tố chất yêu văn nghệ, và cũng rất yêu những làn điệu chèo. Và cũng chính từ đó mà Thu Hằng đã đi tham gia đội văn nghệ của xã Vĩnh Niệm để làm phong trào cho địa phương, và mối nhân duyên cũng từ chèo mà gặp gỡ được các thế hệ bảo tồn ca trù và gặp các thế hệ nghệ nhân, để Thu Hằng đã trở thành một cái người mà được các nghệ nhân rất là đặt niềm tin và giao gửi cái trọng trách của mình để bảo tồn, gìn giữ lại một cái bộ môn nghệ thuật ca trù đang bị mai một và sắp sửa mất đi, cũng không được mấy người biết đến. Và đó là một cái trọng trách rất là lớn, trong khi mà Thu Hằng là cái người kinh doanh, làm ăn kinh tế rất là khắc nghiệt trong cái thời buổi thị trường như thế này. Nhưng cái đảm đương trọng trách để bảo tồn di sản vẫn cứ phải duy trì để tiếp nối, để truyền lại cho các cái thế hệ lớp trẻ. Và những cái làn điệu chèo ở trong trái tim của Thu Hằng sẽ không bao giờ tắt ngấm. Cho dù rằng Thu Hằng cũng không phải là một nghệ nhân sĩ chuyên nghiệp để được biểu diễn ở trên sân khấu lớn, nhưng đối với Thu Hằng thì tất cả những cái làn điệu chèo cổ mà được thể hiện bất cứ ở nơi đâu, cho dù rằng là chỉ là những cái nơi mà sinh hoạt tập thể, Thu Hằng cũng có thể là rất là yêu thích và có thể là cất cao những cái tiếng hát của mình với đúng cái trái tim và cái tình yêu của mình. Vâng ạ, và đến với dự với hội hôm nay thì trước tiên là Thu Hằng cũng đã gửi một lẵng hoa chúc mừng hội ta, và cũng xin chúc cho tất cả các anh các chị, những người yêu chèo luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và viên mãn với mọi những cái ước mơ của mình. Vâng ạ. Thì chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho nghệ nhân nghệ nhân ưu tú Thu Hằng ạ. Sau đây thì Thu Hằng sẽ gửi tới tất cả hội ta một khúc hát chèo làn điệu Con Nhện Răng Mùng. Vâng ạ, xin cả nhà cùng thưởng thức và cổ vũ cho Thu Hằng. Áo đề là ai
cảm ơn nghệ sĩ ưu tú rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị Thu Hằng đã về góp vui với câu lạc bộ. Tiếp tục chương trình xin mời nghệ sĩ Thu Hà, Thanh Hà, xin lỗi, đến từ Hà Nội với một bài hát Nguyện Nam Cung, sản lời của Đức Minh, Vầng Trăng Tình Mẹ, hát nhạc beat. Và chị Thanh Hương chuẩn bị beat. Chị Thanh Hương đến từ đội Suối Yến Hương Sơn, chuẩn bị ạ. Vâng, và lời đầu tiên cho phép Thanh Hà được gửi tới toàn thể cô bác, anh chị và các em lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và hôm nay cũng về giao lưu với câu lạc bộ yêu nghệ thuật chèo Hải Phòng, Thanh Hà cũng như là MC vừa giới thiệu xin gửi tới tất cả cô bác, anh chị và toàn thể các bạn, các em một bài hát Vầng Trăng Tình Mẹ. Xin mời các bác cùng nghe. Yeah.
rất nhiều. Một làn điệu Luyện Âm Cung rất ngọt ngào, đằm thắm. Cảm ơn anh đã về giao lưu cùng câu lạc bộ. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Thanh Hương, câu lạc bộ Suối Yến Hương Sơn với tiết mục Nhớ Về Hội Lim theo làn điệu Đào Liễu soạn lời của Hồng Hoa. Xin mời nhạc beat.